Bây giờ chúng ta cùng hướng đến những lần penalty. Đoàn penalty cân não để xác định ra đội bóng nào sẽ là bóng giành quyền tư kết. Và trước khi thực hiện đoàn penalty, đại diện trọng tài kiểm tra lại lưới và đại diện các cổ động viên chúng ta ngồi xa khỏi khán đài vòng tròn của khung thành ra đây. Cổ động viên bên này chúng ta ngồi luôn chính xác bên này. Cổ động viên kiểm tra lại lưới giúp anh nha. Victor!
bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.